Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Diễm Diễm và hiện tại mình đang là giám đốc kinh doanh Gila Việt Nam. Và hiện tại mình cũng đang là tổng đại lý cung cấp 4 cái phần mềm hỗ trợ kinh doanh online trên Facebook để giúp cho những người bán hàng online mà bán hàng qua profile có được những cái kết quả tốt hơn. Thì ngày hôm nay khi mà Diễm làm livestream này là Diễm muốn chia sẻ với các bạn về bộ 4 phần mềm hỗ trợ kinh doanh online ở bên Diễm, bởi vì có rất là nhiều bạn hỏi thì hôm nay Diễm sẽ làm video để mà giới thiệu cho các bạn luôn. Thì các bạn biết rồi, cái quá trình bán hàng online là một cái quá trình mà các bạn sẽ tăng được cái độ phủ của cái Facebook của mình, tăng được cái độ phủ của người bán hàng, tăng được cái độ phủ của sản phẩm, của cái thương hiệu đến cho khách hàng, và từ đó các bạn sẽ tạo được cái tình cảm thương hiệu và các bạn sẽ bán được hàng cho bán được hàng và sản phẩm dịch vụ cho những người sử dụng Facebook, đúng không các bạn? Các bạn biết rồi, quá trình bán hàng online là một cái quá trình bán hàng mà thật sự là không có dễ dàng như các bạn nghĩ. Có rất là nhiều người tham gia bán hàng online, họ đã kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ đã phải bỏ cuộc. Bởi vì bán hàng online không đơn giản là các bạn chỉ cần đăng bài lên, các bạn đi comment hay là đăng bài vào group hay là trả lời các comment là các bạn đã đi được đơn hàng. Không đơn giản như vậy, đúng không các bạn? Mà cái quá trình bán hàng online nó cần phải có một cái quá trình, cần phải có công cụ hỗ trợ và cần phải có cái kiến thức để mà giúp mình có thể tăng được cái độ phủ thương hiệu và xây dựng được cái uy tín, xây dựng được cái tình cảm thương hiệu, thì từ đó cái quá trình bán hàng của mình mới dễ dàng hơn được. Thì hôm nay Diễm sẽ giới thiệu cho các bạn về 4 cái phần mềm hỗ trợ kinh doanh online bên Diễm, nó sẽ giúp cho các bạn có thể mà tăng được cái độ phủ thương hiệu và áp dụng vào những cái kiến thức mà Diễm chia sẻ, thì chắc chắn các bạn sẽ tăng được cái tình cảm thương hiệu. Khi mà độ phụ đã tăng rồi thì các bạn, việc của các bạn chỉ là tăng tình cảm thôi, đúng không ạ? Thì đầu tiên các bạn biết rồi, bây giờ các bạn bán hàng ở trên Facebook, đối với Facebook cái sự thay đổi thuật toán là liên tục, đúng không các bạn? Cho nên là cái về mà những cái thuật toán về mà hiển thị và viết hoặc là tương tác trên Facebook thì thay đổi liên tục. Và cái việc của các bạn là các bạn muốn bán được hàng trên Facebook thì các bạn cần phải tiếp cận và tăng được cái độ phủ của mình lên rất là nhiều người, và cái đó nó cần cái việc là các bạn cần phải đi tương tác, các bạn cần phải đi tương tác với rất là nhiều người trong cái danh sách khách hàng tiềm năng của mình, danh sách là bạn bè 4.000-5.000 người đó, họ tất cả họ đều biết đến mình và mình phải phủ thương hiệu cho thật là nhanh chóng. Và đầu tiên ở bên Diễm có một cái phần mềm, đó là phần mềm AutoPay. Cái phần mềm này sẽ giúp cho các bạn có thể tự động đi like, thả tim, comment vào bài viết của tất cả bạn bè trên Facebook của mình. Thì mỗi ngày phần mềm sẽ đi làm và khoảng 300 khách hàng như vậy, thì trong vòng 1 tháng thì phần mềm sẽ phủ được cái thương hiệu của bạn cho tất cả bạn bè trên Facebook, và họ đều biết đến bạn, đúng không nào? Cái việc này thì nếu như mà bạn làm đi làm bằng tay thì thật sự nó rất là khó khăn, bởi vì thứ nhất là cái bản tin của mình nó sẽ không có đủ chỗ để mà nó hiện hết 4.000 bạn bè để cho mình có thể mình đi tương tác với họ để họ biết đến mình, đúng rồi các bạn. Chính vì vậy mà các bạn cần phải có một cái phần mềm, cần phải có một cái công cụ nó sẽ giúp bạn tự động đi làm điều đó. Khi mà bạn bận, bạn đang chăm sóc gia đình hay là tư vấn khách hàng hay là bạn đang hỗ trợ đào tạo hệ thống, thì phần mềm nó vẫn đi tương tác cho các bạn, và trong thời gian 1 tháng thì sẽ phủ được. Thì cái đó là một cái điều thực sự rất là cần thiết, đúng không các bạn? Và các bạn bán hàng online, các bạn muốn thành công, các bạn muốn bán được hàng trên Facebook, các bạn cần phải có một cái tệp khách hàng tiềm năng, đúng không các bạn? Phải có tệp khách hàng tiềm năng. Và để mà có được cái tệp khách hàng tiềm năng thì ở bên Diễm tiếp theo đó là một công cụ thứ hai, đó là công cụ Inbox FB. Công cụ này sẽ giúp cho các bạn có thể mà quét khách hàng của các bạn theo cái sở thích, theo cái độ tuổi, theo cái yêu cầu của các bạn. Họ sẽ quét ra cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, và từ đó các bạn sẽ tự động kết bạn với họ. Và phần mềm này cũng giúp cho các bạn có thể mà tự động nhắn tin chăm sóc đến cho hàng trăm khách hàng của mình mỗi ngày. Bạn biết rồi, khi mà các bạn bán hàng ở trên Facebook, các bạn muốn bán được nhiều hàng thì các bạn phải nói chuyện và tiếp cận được nhiều người. Thì cái tỷ lệ số lượng người mà các bạn nói chuyện mỗi ngày, hay là cái tỷ lệ nói chuyện của bạn với một người càng nhiều, thì cái tỷ lệ chốt đơn hàng các bạn mới càng cao, đúng không các bạn? Thì công cụ Inbox này nó sẽ giúp bạn làm được điều đó. Nó còn giúp bạn có thể lọc được hàng trăm, hàng ngàn bạn bè không tương tác trên Facebook, để mà hủy đi những người không tương tác với mình, từ đó thêm có cái chỗ trống để mình thêm những cái người bạn bè mới, những người khách hàng tiềm năng mới của mình. Và khi mà mình sử dụng cái công cụ Inbox FB này, mình cứ liên tục làm, mình sẽ như thế nào các bạn,
mình liên tục là mình sẽ kết bạn mới mỗi ngày, các bạn từ 30 đến 50 người, nhắn tin chăm sóc đến cho khách hàng là mỗi ngày là 100 đến 200 người tự động, và bạn có thể lọc bạn bè không tương tác với mình. Thì thật sự là cái phần mềm này nó sẽ giúp cho bạn có thể mà nói chuyện với khách hàng nhiều hơn và xây dựng cho mình một cái tập khách hàng tiềm năng tối ưu hơn. Đó là cái công cụ inbox. Và các bạn cũng biết rồi, đến tiếp theo một cái công cụ nữa, đó chính là khi mà Facebook bây giờ đang cạnh tranh với YouTube về cái phần là livestream đúng không các bạn, về phần video đúng không các bạn. Cho nên là Facebook ưu tiên hiển thị video và hiển thị livestream, và đặc biệt là livestream mà được hiển thị tối đa. Cho nên là bây giờ các bạn cần phải có những cái bài đăng ở cái chế độ livestream thì các bạn mới có cái cơ hội được đẩy tin của mình lên trên đầu bảng tin được, đúng rồi các bạn. Thì đối với các bạn có thể là các bạn ngại, các bạn chưa có livestream được, thì bạn có thể quay lại một cái clip như Diễm như thế này nè, sau đó bạn sử dụng phần mềm Live FB bên Diễm, các bạn có thể phát lại cái clip, cái video của các bạn ở cái chế độ trực tiếp để mà là cái tăng tính hiển thị trên Facebook, và nó giúp cho các bạn có thể mà tiếp cận được trực tiếp với khách hàng tiềm năng trên Facebook, đúng rồi các bạn. Và đối với những bạn mà bán những cái sản phẩm, những cái mặt hàng mà như là thời trang hay là đồng hồ, túi xách hay là những cái sản phẩm gì thì có các cái mẫu lặp đi lặp lại, hoặc là các bạn đã có sẵn khách hàng rồi, thì các bạn chỉ cần sử dụng phần mềm Live FB này, các bạn phát lại những cái video, những cái livestream mà các bạn đã từng livestream rồi, để mà các bạn cứ phát đi phát lại như thế là sẽ tăng được cái độ phủ thương hiệu, gia tăng tương tác toàn diện ở trên Facebook cho các bạn. Nó giúp cho bài viết của bạn lúc nào cũng được ưu tiên hiển thị lên trên đầu. Ngoài ra phần mềm Live FB còn giúp bạn có thể mà phát lại trực tiếp những cái video, có sẵn những cái video về phim hài hay là những cái chương trình hot, những cái tin tức, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức bổ ích ở trên trong xã hội, để mà giúp cho các bạn có thể chia sẻ cái giá trị đó đến cho cộng đồng. Bạn có thể tạo được cái giá trị cho cộng đồng và giúp cho bạn có thể trở thành một người như thế nào các bạn, một người chia sẻ và một người cho đi giá trị rất là nhiều. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp cho các bạn được những cái điều đó. Thì qua ba cái mình giới thiệu là các bạn đã thấy được cái độ cần thiết, cái độ phụ của ba cái phần mềm đúng không các bạn. Và bây giờ hiện tại là bên Diễm mới ra mắt thêm một cái phần mềm nữa đó, có tên là phần mềm Tối FB. Thì các bạn biết rồi, cái quá trình mà các bạn bán hàng online, nếu như mà một ngày các bạn chỉ đăng được một bài viết, là các bạn đăng không đúng khung giờ mà khách hàng của bạn online nhiều, đúng không ạ? Hay là các bạn đăng bài mà kiểu như là các bạn đăng bài mà không có thời gian để đăng, mỗi lần đăng các bạn phải vội vã đăng và copy bài đăng như vậy thì nội dung bài đăng nó sẽ không chất lượng. Thì ở bên mình hiểu được, thấu hiểu được cái điều đó. Và hơn nữa là đối với những nhân viên văn phòng trong giờ làm việc thì thật sự rất là khó để mà đăng bài, đúng không ạ? Phải trốn xếp, hoặc là những bà mẹ bỉm sữa chăm con lu bu thì rất là không có nhớ thời gian để mình đăng bài, hoặc là chăm con lu bu nhiều khi không thời gian đăng bài luôn đó các bạn. Thì bên mình thấu hiểu được cái điều đó và đã cho ra đời một cái phần mềm, nó sẽ giúp cho các bạn có thể giải quyết được cái điều đó, đúng rồi các bạn. Đó là phần mềm Tối FB, là phần mềm tự động đăng bài lên trên Facebook theo nội dung bạn đã cài đặt sẵn. Thì đối với cái phần mềm này thì sẽ giúp cho bài viết của bạn lên sẵn theo cái số giờ, cái giờ mà các bạn đã cài đặt trước, mà các bạn không cần phải canh đến giờ mà các bạn đăng, đúng rồi các bạn. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn định hướng là các bạn sẽ đăng bao nhiêu bài, các bạn sẽ chia sẻ về cái gì và các bạn sẽ bán những cái gì, thì tối ngày hôm trước các bạn chỉ cần vào phần mềm Tối FB và các bạn cài đặt cái nội dung có thể là status, hình ảnh, video, và các bạn sẽ cài đặt sẵn hết và cái khung giờ, cái nội dung, cái khung giờ. Thì khi mà bạn có thời gian bạn chuẩn bị như thế thì chắc chắn cái nội dung của các bạn nó sẽ được kỹ càng hơn, lúc nào các bạn nó sẽ có tâm hơn và nó sẽ chạm vào trái tim của khách hàng nhiều hơn. Và các bạn cứ cài đặt một tối, các bạn khi mà các bạn cho con đi ngủ xong rồi, các bạn xong xuôi hết công việc rồi, các bạn dành khoảng 15-20 phút các bạn vào phần mềm Tối FB để mà các bạn có thể chuẩn bị sẵn nội dung đăng bài cho ngày mai, đúng không các bạn. Thì có thể các bạn cho lên ngày mai, các bạn lên khoảng 5 bài, 10 bài hay là 15 bài vẫn được. Thì đến ngày mai khi mà các bạn đang làm việc hay là các bạn đang bận bất cứ công việc gì thì Facebook của bạn bài lên vẫn rất là đẹp, đúng không? Các bạn cứ đúng giờ bạn cài đặt lại lên. Và thậm chí cái phần mềm Tối FB này là cũng giúp các bạn đăng bài trước trong vòng 7 ngày hay là nửa tháng. Đó, rất thật sự rất tuyệt vời đúng không các bạn? Bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái kho nội dung hấp dẫn, chuẩn bị cho mình một cái chiến lược đăng bài hấp dẫn trước cả nửa tháng, đúng không nào? Thì thật sự rất là tuyệt vời, nó sẽ tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều cái thời gian.
đúng không? Thì sau khi mà Diễm giới thiệu cho các bạn về ba cái bốn cái phần mềm hỗ trợ kinh doanh online bên Diễm thì các bạn biết rồi, trong bốn cái phần mềm đó thì mỗi phần mềm á thì giá trị của nó không có cao lắm đâu các bạn. Trong bốn phần mềm thì có ba phần mềm là 1,5 triệu một năm, đó là phần mềm Live FB, Inbox FB và Top FB, là giá của nó là 1,5 triệu là một năm cho sử dụng cái phần mềm, và riêng phần mềm Auto FB là giá của nó là 1,000,000 một năm. Thì khi mà các bạn muốn sở hữu hết bốn cái phần mềm này để hỗ trợ như online trong vòng một năm thì giá của nó là 5,5 triệu. Nhưng mà nếu như các bạn mua luôn combo bốn phần mềm thì các bạn chỉ còn là như thế nào, các bạn chỉ được giảm giá 500,000 và chỉ còn là 5,000,000 đồng thôi. Tất nhiên bên mình vẫn có những cái gói thấp hơn cho những bạn không có điều kiện, hoặc là không có cái điều kiện để mà sử dụng cái gói một năm, thì cũng là có 6 tháng và gói 3 tháng. Thì nếu như mà các bạn quan tâm thì Diễm sẽ inbox chia sẻ. Nhưng mà đối với Diễm thì Diễm thường chốt khách hàng của Diễm ở cái gói một năm, bởi vì thật sự 5,000,000 một năm để mà các bạn bỏ ra để mà các bạn có thể cải thiện cái kết quả kinh doanh online của mình, thật sự nó rất là rẻ các bạn. Bạn nghĩ xem, khi mà các bạn muốn một nhân viên, thuê một nhân viên và để mà họ có thể làm những cái công việc đó thay cho các bạn, như là đi tương tác này, là đi kết bạn, đi lọc bạn bè không tương tác, đi nhắn tin, hay là một phần mềm giúp cho các bạn có thể mà và một nhân viên có thể mà phát livestream hay quay đi cho các bạn, hay là một nhân viên đăng bài cho các bạn, thì cái mức 5,000,000 đó chỉ đủ cho các bạn, không đủ, thậm chí là không đủ cho các bạn trả cho một tháng lương cho họ, đúng không các bạn? Nhưng mà đối với khi mà bạn sử dụng phần mềm này, các bạn chỉ cần 5,000,000 đồng một năm luôn thì các bạn đã có cho mình một cái bộ bốn công cụ giúp cho mình cải thiện cái quá trình kinh doanh online của mình rất là tuyệt vời rồi, giúp cho mình tăng được cái độ phủ thương hiệu, giúp cho mình tiếp cận được hàng ngàn khách hàng tiềm năng, và giúp cho mình tăng được cái khả năng phủ sóng của mình, và cái công việc của mình nó được duy trì liên tục. Và đó cũng là cái bí quyết của Diễm, đó là cũng là cái cách mà Diễm đã thành công suốt trong những năm bán hàng online vừa qua, 4 năm vừa qua, đúng không các bạn? Thì thật sự là trong 4 năm bán hàng kinh doanh online, khi mà Facebook chưa có những cái thuật toán thay đổi, thì các loại kinh doanh của Diễm nó cũng đạt được những cái thành công. Và khi mà Facebook nó thay đổi thì cần phải sử dụng đến phần mềm, thì một năm trở lại đây, đúng không các bạn? Hơn một năm trở lại đây, Diễm đã tìm thấy công cụ phần mềm để mà hỗ trợ Diễm có thể mà Diễm tiếp cận được nhiều người hơn, duy trì được cái kết quả bán hàng online. Thì Diễm đã thực sự đã ứng dụng cái phần mềm vào việc bán hàng của mình, và cái kết quả Diễm nhận được là một cái kết quả nó rất là ok, nó rất là bền vững. Diễm có thể hàng ngày Diễm có thể làm cho rất là nhiều người biết đến Diễm, hàng ngày Diễm có thể kết bạn với rất là nhiều người liên tục, và hàng ngày Diễm có thể nhắn tin nói chuyện đến cả 200 người một ngày. Mà nếu như mà một con người bình thường ba đầu sáu tay, nếu như mà các bạn không làm việc gì khác ngoài việc bán hàng online thì bạn cũng không thể làm hết những cái công việc đó được, cần đến một cái phần mềm là sẽ hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Và Diễm chia sẻ thêm một cái cơ hội tuyệt vời nữa, đó là trong một cái thời gian Diễm quay cái clip này là tuần lễ vàng, là cái tuần lễ này thì sẽ là có cái chương trình giảm giá cho các bạn đăng ký sử dụng phần mềm ở bên Diễm để mà chào mừng chiến thắng Việt Nam của mình, và cùng với là nhân dịp ra mắt, nhân dịp khai trương và trụ sở chính của công ty Silla Việt Nam, thì các bạn có thể có cơ hội để mà các bạn đăng ký dịch vụ được giảm giá. Nếu như mà các bạn đăng ký một gói dịch vụ một năm thì các bạn sẽ được giảm giá 12%, các bạn đăng ký hai gói một năm thì các bạn sẽ được giảm là 24%, ba gói là 36%, và nếu như các bạn đăng ký nguyên combo thì các bạn sẽ giảm còn là giảm hết 48%. Có nghĩa là khi mà các bạn đăng ký combo sử dụng phần mềm bên Diễm giá của nó 5,000,000 một năm, thì bây giờ các bạn đăng ký từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 12 thì các bạn chỉ còn phải trả có 2,860,000 thôi. 2,860,000 các bạn sở hữu bốn công cụ hỗ trợ cho các bạn kinh doanh online để mà các bạn có thể bứt phá doanh số và bùng nổ. Bạn có thấy nó quá tuyệt vời và nó quá là rẻ, là một cái cơ hội mà rất là hiếm có mà các bạn cần phải chốt ngay lúc này, đúng không ạ? Đó, và Diễm xin chia sẻ cho các bạn một cái cơ hội nữa, đó chính là như thế nào các bạn. Bên Diễm á là có, các bạn biết rồi, thị trường online thì vô cùng rộng lớn, có hàng triệu người đang bán hàng online, và tất cả họ đều cần một cái giải pháp. Diễm nói thật sự với các bạn, cho dù bạn có xây dựng một cái Facebook đẹp như thế nào, các bạn xây dựng một Facebook uy tín, thương hiệu, chất lượng như thế nào, nhưng nếu như mà cái Facebook của các bạn không được tiếp xúc với nhiều người thì cũng không ai biết rằng là bạn bán sản phẩm tốt như thế nào, bạn là người uy tín như thế nào, và sản phẩm của bạn rất là khó đưa đến với khách hàng, đúng không các bạn? Thế thì
thật sự tất cả những người bán hàng online họ cần muốn tiếp cận được với nhiều người, muốn gia tăng doanh số vượt trội và muốn duy trì được cái kết quả thì bắt buộc họ cần phải sử dụng những cái phần mềm, bắt buộc sử dụng những công cụ thì nó sẽ giúp cho họ duy trì được cái điều đó. Đúng rồi các bạn, và bây giờ cái thị trường kinh doanh online là một cái thị trường rất là lớn, hàng triệu người đang kinh doanh online trên Facebook, và cái phần mềm của Diễm này thì hiện tại cũng chỉ có khoảng hơn 4.000 đại lý phụ sống thôi, và thực sự là bên Diễm rất là cần nhiều bạn hơn nữa để mà tham gia, để mà trở thành đại lý, để mà cung cấp những cái phần mềm này. Có thể vừa các bạn có thể trở thành đại lý, các bạn vừa sử dụng cái phần mềm để mà các bạn có thể cải thiện cái kết quả kinh doanh của các bạn. Đúng rồi các bạn, mà các bạn vừa có thể sử dụng cái phần mềm đó để mà các bạn chia sẻ đến cho những người bán hàng online ở ngoài kia đang gặp khó khăn giống như các bạn, để mà có thể giúp cho họ có thể mà bán hàng tốt hơn, vượt qua cái khó khăn hiện tại, và cũng là cái cơ hội giúp cho bạn đạt được cái mức thu nhập cao hơn từ cái việc là các bạn chia sẻ những cái phần mềm công cụ ở kinh doanh online này đến cho những người bán hàng online trên Facebook. Thì đối với cái số vốn mà các bạn bỏ ra 5 triệu để trở thành đại lý bán Diễm thì các bạn sẽ có cơ hội sở hữu một tài khoản đại lý, một trong 4 công cụ hỗ trợ kinh doanh online bán Diễm. Và mỗi cái tài khoản như vậy là các bạn có 20 tài khoản. Và khi các bạn bán hết 20 tài khoản đó cho 20 người bán hàng online ở gói 1 năm thì các bạn có cơ hội thu về 20 đến 30 triệu một tháng. Đó là các bạn cơ hội thu về 20 đến 30 triệu khi bạn bán hết gói tài khoản đó. Và nếu như mà các bạn mua hay là các bạn gia nhập, hay các bạn trở thành đại lý của Diễm, đại lý của công ty trong thời gian này, từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 tháng 12, thì các bạn sẽ có cơ hội được giảm giá nha các bạn. Bình thường là 5 triệu đồng để các bạn có thể kiếm về 30 triệu, thì hôm nay, từ hôm nay đến ngày đó các bạn đăng ký làm đại lý, các bạn sẽ được giảm giá 12% nếu các bạn đăng ký làm một gói đại lý. Ví dụ như là Auto Inbox hay là Toybay thì các bạn sẽ được giảm là 12%, có nghĩa là các bạn chỉ còn phải trả là 4,4 triệu để mà các bạn trở thành đại lý, biến số tiền 4 triệu 4 đó trở thành 30 triệu thôi. Đúng rồi các bạn, còn nếu như mà các bạn sở hữu, các bạn đăng ký làm hai gói đại lý thì các bạn hai gói đại lý là 10 triệu đúng không các bạn, thì nếu các bạn đăng ký trong dịp này thì chỉ còn là 7.600.000 đồng thôi, thì các bạn có cơ hội thu về 50 triệu khi mà các bạn bán hết những cái phần mềm này cho những người bán hàng online ở ngoài kia, đúng không các bạn? Và đối với những bạn đăng ký một gói đại lý sẽ được giảm 12%, và đăng ký từ hai gói đại lý trở lên thì hai gói cho đến bốn gói là các bạn, bên mình có 4 phần mềm là sẽ có 4 gói đại lý đó các bạn, thì các bạn sẽ được giảm là 24% khi mà các bạn đăng ký 20 gói đại lý trở lên. Thì đây là một cái cơ hội chị muốn chia sẻ đến các bạn rất là tuyệt vời, nó sẽ giúp cho các bạn có thể có phần mềm để mà cải thiện cái kết quả kinh doanh hiện tại của mình, và thêm vào đó nữa nó sẽ giúp cho các bạn có cái cơ hội, có cái cơ hội để mà chia sẻ cái công cụ phần mềm này đến hệ thống của các bạn, cho những người bạn bè của các bạn đang bán hàng online ngoài kia, thì từ đó sẽ giúp cho các bạn có thêm cái mức thu nhập nhiều hơn nữa. Đó là cái chương trình mà ngày hôm nay Diễm chia sẻ cho các bạn. Và các bạn biết rồi, Diễm đã hỗ trợ cho rất là nhiều những cái mẹ bỉm sữa, những cái bạn kinh doanh online gặp khó khăn trong bán hàng online, vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, Diễm đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái lớp học miễn phí của Diễm. Cho nên khi mà các bạn sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ kinh doanh online ở bên Diễm, kết hợp với những cái kiến thức mà Diễm chia sẻ, và nếu như các bạn cam kết rằng các bạn làm đúng theo những gì Diễm hướng dẫn, các bạn làm những gì mà Diễm hướng dẫn, khai thác sử dụng phần mềm mỗi ngày và áp dụng những cái kiến thức mà Diễm chia sẻ trong lớp học và Diễm hỗ trợ trực tiếp cho các bạn, thì Diễm cam đoan với các bạn là kết quả kinh doanh của các bạn sẽ thay đổi, Diễm chắc chắn. Còn trường hợp các bạn không sử dụng phần mềm mà không hiệu quả, không thay đổi, là chỉ có trường hợp là các bạn sử dụng phần mềm chưa đầy đủ, sử dụng phần mềm chưa đúng, chưa khai thác hết giá trị của phần mềm, và các bạn chưa có học những cái cách mà Diễm hướng dẫn để mà các bạn có thể xây dựng được cái thương hiệu thành công ở trên Facebook, đúng không các bạn? Thì nếu như mà các bạn xem video này của Diễm và các bạn đã biết Diễm lâu rồi, các bạn đang gặp khó khăn bế tắc trong bán hàng online, các bạn ôm hàng, hay là các bạn mong muốn rằng là sẽ cải thiện cái mức thu nhập của mình hơn, có cái doanh số vượt bậc hơn, thì các bạn cứ inbox cho Diễm sẽ hỗ trợ cho các bạn. Diễm đã hỗ trợ cho hàng trăm người vượt qua khó khăn rồi, thì khi mà các bạn inbox cho Diễm cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Hãy mạnh dạn, hãy mơ ước, hãy đặt mục tiêu cho mình. Và khi mà các bạn đặt mục tiêu cho mình, đã khát khao rằng các bạn sẽ phải thành công trong công việc kinh doanh online, thì các bạn hãy tự tin, mạnh dạn và inbox cho Diễm, thì Diễm sẽ hỗ trợ cho các bạn.
và Diệm sẽ cho các bạn vào trong cái lớp học của Diệm để mà Diệm hỗ trợ miễn phí cho các bạn có thể thay đổi được cái kết quả. Còn những bạn nào mà muốn vượt bậc hơn nữa, không có thời gian và muốn duy trì cái kết quả hiện tại và muốn phát triển rộng rãi hơn nữa thì các bạn đăng ký để mà có thể sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ kinh doanh online bên Diệm. Thì Diệm chắc chắn khi mà các bạn làm đúng, làm đều, làm kiên trì thì Diệm sẽ hỗ trợ được cho các bạn, những cam kết điều đó. Và Diệm chúc các bạn có những cái trải nghiệm tuyệt vời khi mà sử dụng những phần mềm hỗ trợ kinh doanh online bên Diệm. Và Diệm chúc cho các bạn có một cái kết quả kinh doanh online tốt hơn trong thời gian tới, và sẽ vào tham gia vào cái lớp học miễn phí của Diệm và học hết những cái video và ứng dụng hết những cái gì mà Diệm chia sẻ để mà có thể mà thay đổi được cái kết quả kinh doanh, vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Diệm xin chúc tất cả các bạn sẽ thành công nha. Chào các bạn.